Vâng, xin chào bà con và anh em đang chăn nuôi. Thì trong chăn nuôi á, cái vấn đề mà muỗi nó gây thiệt hại trong chăn nuôi nó rất là lớn. Ngay cả trong những cái việc là chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu, gà, vịt thì con muỗi á, là một cái tác nhân gây bệnh rất là lớn và khó tránh khỏi. Khó tránh được nó lắm. Video đợt trước mình có chia sẻ về cái bệnh ký sinh trùng máu trên dê á, là nguyên nhân là do muỗi nó chích đó. Thì nó truyền cái vi trùng gây nên bệnh bệnh ký sinh trùng máu. Hoặc là anh em chăn nuôi gà, anh em nuôi chăn nuôi gà vịt thì cũng bị muỗi nó chích ha, nó gây nên bệnh sốt rét gà đó. Thì cái bệnh này nó thiệt hại kinh tế rất là lớn, gây cho vật nuôi chết hàng loạt và nó khó trị. Thì đỡ mà ngăn ngừa được cái bệnh này á, thì chúng ta phải cắt đứt được cái trung gian truyền bệnh, đó là con muỗi. Thì hiện nay có cũng khá là nhiều cách mà anh em bà con sử dụng, như là ung muỗi ha, tận dụng cái phân, cái rác, cái trấu mùn cưa để mà ung muỗi, nhưng mà hiệu quả của nó sẽ không có cao, tại vì á, là con muỗi nó rất là khôn ha, nó bay sát mặt đất, nó tránh được cái khói, tránh được cái gió và nó chích vật nuôi. Nó chích vật nuôi thì nó sẽ truyền cái ấu trùng gây bệnh cho vật nuôi, đồng thời là nó chích từ con vật nuôi có bệnh, nó mang cái vi trùng đó nó chích cho con vật nuôi khỏe thì nó sẽ lây lan ra cả đàn. Đó. Chính vì vậy nên là có rất nhiều bà con anh em quan tâm làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được con muỗi. Thì mình sẽ chia sẻ một số cách mà hiện nay nó hiệu quả, và mình cũng chỉ ra những cái chưa hiệu quả mà bà con đang dùng. Như vừa rồi mình có nói đó là cái phương pháp ung muỗi ha, thực sự thì nó sẽ không hiệu quả cao đâu. Và phương pháp nữa đó là các anh em dùng quạt đó, dùng quạt thì nó cũng tương tự ha. Nếu mà xài đến quạt công nghiệp, quạt mạnh thì may ra nó đuổi được muỗi, chứ còn cái quạt thường của chúng ta thì không ăn thua đâu. Và một số nữa là anh em cũng có cái chuyện là dùng dùng thuốc, nhưng mà thường chỉ là dùng những cái thuốc như là han tóc, nó chỉ đuổi ruồi muỗi trong một thời gian ngắn thôi, nó sẽ phai thuốc, thời gian phai thuốc 1 2 ngày là nó sẽ bị lại. Thì như chúng ta biết là con muỗi nó gây cái không những gây bệnh cho vật nuôi, cái bệnh ký sinh trùng máu, cái bệnh sốt rét gà trong vật nuôi, hoặc là bệnh nhiễm trùng máu trên lợn, trên trâu bò. Đấy. Và nó cả gây cả về cái bệnh sốt xuất huyết trên người nữa, rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người. Chính vì vậy nên là đối với con người hoặc là chăn nuôi thì chúng ta đều cần phải cấm cái loại côn trùng hút máu này cả. Hôm nay mình sẽ đề xuất một vài cái phương pháp hiệu quả để anh em chăn nuôi chúng ta vận dụng cho nó hiệu quả kinh tế. Tại vì cái vấn đề muỗi chích nó ảnh hưởng rất là lớn, không những là nó gây bệnh cho vật nuôi mà nó còn làm cho vật nuôi ốm yếu. Lý do là ví dụ như các bạn chăn nuôi dê hay gà, các bạn tối các bạn ra chuồng chuồng dê chuồng gà thử đi, muỗi nó chích đứng ngồi không yên luôn, tối con dê nó chích con dê ngủ không được, nó thức cả đêm, nó đi lại nó đuổi muỗi thì làm sao mà con dê nó lớn được đó. Rồi là nó hút máu con dê, nó hút máu gà, nó truyền bệnh. Đấy. Thì một trong những cái vấn đề mà các bạn chăn nuôi nó không thành công á, ngay cả gà, dê cũng vậy. Đó là cái việc con muỗi nó hút máu, làm cho vật nuôi chậm lớn, bệnh. Chậm lớn thì chúng ta đồng nghĩa với việc tiêu tốn thức ăn. Trên gà các bạn nuôi về trên gà mà bị muỗi chích mà các bạn nuôi kéo dài thời gian lên nó 1 tháng rưỡi 2 tháng so với cái thời gian ta xuất chuồng thì nó thiệt hại kinh tế biết bao nhiêu, một ngày ăn biết bao nhiêu thực phẩm đó. Đó là mình nói vấn đề trên gà trên vịt.
Còn dơ thì nó sẽ chậm lớn, mình cũng kéo dài cái thời gian ra và kéo dài thời gian chăn nuôi ra, và cái khả năng nó mắc các cái bệnh rất là cao. Chính vì thế là mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái phương án để mà chúng ta diệt muỗi. Đó là trong cái chăn nuôi dê thì các bạn nên đầu tư cho mình là cái lưới xanh, cái lưới cước xanh đó. Đó, các bạn rào hết xung quanh chuồng dê, rào kín hết. Tại vì cái lưới xanh này nó vừa thoáng này, nó giảm nắng này, và nó ngăn chặn không cho muỗi xâm nhập vô. Đó là cái phương án thứ nhất. Cái phương án thứ hai là chúng ta rất là đơn giản mà tiết kiệm hiệu quả, an toàn cho người, vừa bảo vệ sức khỏe cho con người mà vừa bảo vệ sức khỏe vật nuôi, tránh muỗi chích. Đó là chúng ta sử dụng cái thuốc xịt muỗi. Cái thuốc này là bên chuyên dùng cho bên y tế, dùng cho con người. Đấy, thì các bạn tham khảo cái thuốc bên mình đây. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trên các cái website. Cái thuốc có tên là Bemethrin 50 EC. Đấy, cái thuốc mà mình đang share cái màn hình cho các bạn xem đấy. Đây, cái thuốc diệt muỗi MAP Bemethrin 50 EC. Đây là thuốc diệt muỗi côn trùng đến từ Anh Quốc. Đấy, cái tác dụng là hạ gục nhanh, tỷ lệ muỗi quét sạch đến 100%. Mùi nhẹ, dễ chịu, hiệu quả trong nhiều tháng. Cái hoạt chất chính của nó là Bemethrin, hãng sản xuất là Hockley International, Anh Quốc. Liều chúng ta pha là 20ml trên 1 lít nước. Đó, chúng ta phun khắp chuồng trại. Và hạn sử dụng là 2 năm. Công dụng là diệt trừ muỗi, sốt xuất huyết, hoặc là muỗi gây bệnh trên chăn nuôi. Chai của nó là chai nhôm không? 100ml, 1 lít đó. Đây là thuốc diệt muỗi sinh học nha các bạn. Tốt nhất hiện nay. Được điều chế với dạng nhũ dầu, có màu vàng nhạt, mùi nhẹ. Thường được dùng trong công tác phun trừ muỗi, phòng chống sốt huyết. Ngoài ra thuốc diệt muỗi MAPS Bemethrin 50EC còn có thể phòng trừ nhiều côn trùng gây hại khác như ruồi, bọ chét, ve, kiến, gián. Đấy, mang đến môi trường sống an toàn, không côn trùng gây hại cho người. Thì cái này là thuốc dành y tế dành cho người nha các bạn. Mình áp dụng lên cho vật nuôi luôn. Sản phẩm MAPS Bemethrin 50EC được các trung tâm y tế dự phòng khuyên dùng trong các chương trình phun thuốc diệt muỗi phòng chống sốt huyết, sốt rét, viêm não Nhật Bản. Đấy. Về cái thương hiệu thì thuốc này được đánh giá an toàn, không độc hại cho người và vật nuôi. Đấy. Các bạn tham khảo qua ha. Được sử dụng khi mà người ta phun xung quanh nhà này, hoặc là trong nhà, quán ăn, nơi chế biến thực phẩm. Các bạn tham khảo không? Ngoài ra còn được dùng để điều trị cháy ghẻ không? Ở những cái vật nuôi mà nó bị côn trùng như là ve rận đồ á thì chúng ta đều xin xịt được. Nó an toàn cho người vật nuôi mà. Đối với con người thì chúng ta sử dụng cái thuốc này để ngâm mùng không? Ngâm mùng để chống muỗi, hoặc là xịt trong nhà đỡ mà diệt trừ muỗi. Khi chú ý xịt trong nhà thì chúng ta nên xịt rồi chúng ta tránh để an toàn thì chúng ta tránh tiếp xúc trong vòng 10-15 phút chúng ta xịt. Và cái này cũng rất là hiệu quả để chúng ta phòng trừ sâu bệnh cho trên cây trồng luôn nha các bạn. Trên cây trồng thì chúng ta có thể trừ sâu bệnh côn trùng, thì trong cái việc chúng ta trồng hoa, cây cảnh, trồng rau thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái thuốc này để chúng ta diệt trừ. Và cái phương pháp và cách pha thuốc này,
chúng ta pha dung dịch theo kiểu là tỷ lệ là 1:9 ha, một phần thuốc và 9 phần nước. Chúng ta phun cho cái xung quanh cái khu vực chúng ta cần phun. Chúng ta có thể sử dụng các cái bình xịt xịt lan ha, chúng ta phun đều lên. Và thuốc này á, nếu mà phun theo cách tuần lưu á, tỷ lệ pha là 20 ml dung dịch với 1 lít nước sạch. Chúng ta phun trên 25 m² bề mặt thì tuần lưu của thuốc này có thể lên tới 3 tháng. Nếu mà ta phun lên tường này, gỗ này, sàn này thì chúng ta phun theo cách tuần lưu á, thì chúng ta có thể là phòng chống tránh muỗi được tới 3 tháng. Nhưng mà khuyến cáo với anh em ha, trong chăn nuôi thì muỗi nó rất là nhiều, môi trường chăn nuôi nó thu hút muỗi rất là nhiều, nên là các bạn cứ tháng phun một lần là ok rồi. Đó, ta phun theo cái liều lượng hướng dẫn như trên đó, phun một tháng một lần. Phun trong nhà nữa để chúng ta trừ muỗi. Cái này thì mình nghĩ là không những chăn nuôi ha, mỗi gia đình ai cũng nên cần. Cái bệnh sốt xuất huyết nó ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, diễn biến rất là nhanh, không kịp đi bệnh viện là nguy cơ tử vong rất là cao đó các bạn. Thành ra là phòng muỗi chích là chúng ta đặt lên hàng đầu luôn á. Đấy thì rất là, còn anh nói có một số chú ý ha. Khi mà ông ta phun ở thì ông ta dời vật nuôi ra khỏi khu vực phun. Đấy. Chỉ khi vào khu vực phun sau 30 phút ha. Đấy, thì chúng ta cho nó an toàn thì chúng ta như vậy. Bán lẻ đây các bạn. Thì đối với loại 100 ml thì 90.000 đồng ha. 250 ml thì 201. 500 ml thì 400.000. 1 lít đó thì 780.000. Đấy. Cái giá này giá công khai. Thì hiện tại bên mình sale cái sản phẩm này, cái loại chai nhôm 1 lít nha các bạn. Mình sale cái sản phẩm này với giá là 650.000. 650.000 một lọ. Trong khi giá thị trường của nó là 780.000 nha các bạn. Thì các anh em có nhu cầu mua hàng để mà phòng trị muỗi cho vật nuôi cũng như là phòng trị bệnh sốt xuất huyết ở trong con người á, thì liên hệ với số Zalo của mình 0387589001. Cái mình nhắc lại cái giá đang sale là 650.000 đồng trên một cái chai 1 lít, thì các bạn có thể sử dụng đến 2 năm không, an toàn cho vật nuôi và cho cả con người nữa. Thì anh em có nhu cầu liên hệ Zalo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video clip sau.